Chàng ơi chàng, chàng ơi vô đây cô bói nè chàng. Cô bói lấy đẻ ra. Ôi, bánh bao. Tôi đâu có lấy vợ đâu. Giờ thì ta chia tay, tình đã vỡ làm hai. Người đổi thay đã bước đi cùng ai. Bỏ mình em ngồi đây sống với cô đơn tháng ngày. Tình nhạt phai em nhận lấy đắng cay. Giờ ngồi trong đêm thâu từng gì vắng buồn vui, còn ở đây sẽ chẳng bao giờ phai. Vẫn còn đây vòng tay với tiếng yêu thương nói cười, mà giờ đây em mãi mong xa rồi. Từng ngày trôi qua mình em ngồi khóc trong đêm buồn bã, lệ cay đắng tuôn trong con tim nhỏ bé. Sao người dối gian và nỡ xếp tan đi cuộc tình. Theo người ta, anh là bố em. Một lần yêu anh ngờ đâu, tròn kiếp anh mang niềm đau. Giọt nước mắt hôm nay đã không còn nữa. Đời này ai mà chẳng yêu và chẳng nói chia tay một lần. Vậy từ nay em thôi không vì anh. Chia tay một lần. Vậy từ nay em thôi không yêu.
anh tránh đùa với tôi. Anh có gì làm, anh nói đi. Tôi hay anh thì sao, anh cũng chẳng là chi. Cô ấy đâu riêng anh cũng đâu được tình người. Anh đừng đem lòng anh, rồi anh suy đến tôi. Ai hay ai giờ sẽ biết thôi. Nhưng ai anh nào biết đến trái tim em trao đổi rồi. Tôi đã yêu thương em bằng cả trái tim của mình. Hay anh chỉ có biết đến yêu thương bằng bạc vàng. Nên không thấy được đâu tiếng đưa. Chúng ta đây thua rồi. Anh với tôi tranh nhau để kẻ thứ ba yêu tình. Anh ta thì quá khéo léo, hai ta thì sai khờ. Như ông đắc lợi anh thấy không? Sao ơi anh lại nói thế? Ta chúng ta đâu ai ngờ. Ai cũng như ai thôi, nào đâu gắn trước đời mình. Hai anh cùng nên trách cứ mãi, hai anh đừng bận lòng. Yêu thương trong đời muôn lối đi. Thôi kế sao làm bạn, mong sao là em mãi mãi yên vui tình nồng nàn. Còn hai ta giờ chẳng đây, thôi về đi.
nhớ đến ánh mắt ngây thơ nụ cười dễ thương, nhớ mái tóc trăm ngàn vài áo dài thướt tha, đôi môi em xinh cho anh ngàn lời vấn vương, bao đêm bâng khuâng suy tư ôi lòng chót yêu em rồi. Cùng bạn thân em vui đến lắm, còn mình anh cô đơn cuối đường, nhìn hàng cây ghê đá sân trường lòng vẫn vương. Chiều nay em bên anh phố phố, vì sao anh vô tâm hỡi anh? Để bao ngày qua chờ mong, để cho lòng anh hoài trong hình bóng em nữ sinh dịu dàng. Bao nhiêu ngày qua em chờ anh như hoa mong chờ mưa, trong muôn cỏ cây trong nắng mai hương thơm còn mãi không hề phai nữ sinh dịu dàng. Bao nhiêu ngày qua ta bên nhau em nghe tâm hồn sao xưa, anh trao lời yêu em lặng thinh xin em dòng mỡ trái tim. Trăm ngàn vài áo dài thướt tha, đôi môi em xinh cho anh ngàn lời vấn vương, bao đêm bâng khuâng suy tư ôi lòng chót yêu em rồi. Cùng bạn thân em vui đến thơ, cùng anh cô đơn cuối đường, nhàng đi ghê đá sân trường lòng vẫn vương. Chiều nay em bên anh xuống phố, vì sao anh vô tâm hỡi anh? Để bao ngày qua chờ mong, để cho lòng anh hoài trong hình bóng em. Hình bóng em. Nữ sinh dịu dàng. Bao nhiêu ngày qua em chờ anh như hoa mong chờ mưa. Trong muôn cỏ cây trong nắng mai hương thơm còn mãi không hề phai. Nữ sinh. Bao nhiêu ngày qua ta bên nhau em nghe tâm hồn sao xưa, anh trao lời yêu em lặng thinh xin em dòng mỡ trái tim mình. Bao nhiêu ngày qua ta bên nhau em nghe tâm hồn sao xưa, anh trao lời yêu em lặng thinh xin em dòng mỡ trái tim mình. Từng ngày qua không có em để lòng anh đầy nhớ.
Em đi quá xa rồi mình à. Em có thể cầm với tất cả những người thanh niên khác, nhưng em không thể làm vợ bé của người đàn ông đã có gia đình rồi á hả? Tôi đẹp mà, tôi có quyền sống theo suy nghĩ của tôi chứ. Nhưng em có biết em làm vậy là phá hoại gia càng, em là tan nát gia đình người ta hay không á hả? Tôi đẹp mà, tôi muốn người ta cung phụng tôi muốn có nhà lầu xe hơi. Như làm như vậy là vô đạo đức. Anh không cần phải dạy đời tôi. Chẳng lẽ anh muốn tôi phải sống nghèo khổ danh suốt đời hay sao? Đây là thứ đã ràng buộc tôi và anh. Tôi trả lại cho anh nè. Từ nay đừng ai nấy đi. Cướp hà, trời ơi, người ta cướp hà mà không có chịu gì hết. Nè, người đẹp của lòng anh. Cái gì đây? Chứ còn hỏi nữa, quà chứ cái gì à, thử xem coi đẹp không. Vừa ý luôn. Cara máy của anh đó. Anh hứa dẫn em đi Singapore chừng nào anh mới dẫn về? Thì anh đang sắp xếp nè. Sắp xếp hoài, anh hứa hoài à. Em đẹp mà, cứ bắt em đợi hoài vậy. Đó chính vì cái chỗ em đẹp nên anh mới hứa với em đó. Anh còn hứa mua nhà, mua xe cho em nữa. Chừng nào mới mua đây? Thì anh đang sắp xếp nè. À, biết sao không? Nó đúng ra anh chờ con sư tử nhà anh á. Ví dụ như đi vắng một hai ngày đâu đó đó, thì anh sẽ lén lén nghe lấy cái sổ tiết kiệm ở ngân hàng đó. Rồi cái lúc đó anh ra anh rút ngân hàng đó mặc tình được cho em để sắm sửa. Được chưa? Anh hứa đó. Bởi vì em đẹp. Ủa mình? Bà xã, hôm nay chủ nhật mà cũng đi làm nữa hả? Anh quên nói với em là anh đi gặp đối tác trong cái công việc làm ăn của anh đó mà. Trời ơi, tưởng chủ nhật anh chở em đi chơi, ai về đến đi làm nữa. Bỏ người ta những chó già vậy.
Nó bậy nè, lúc nào anh cũng cưng em á. Tại sao là con chó già? Em như là con chó phốc Benze trong lòng của anh đó. Nó có đẹp không anh? Trời ơi, con chó phốc nó có chút xíu à, mà nó không có cái đuôi. Mỗi lần anh búng cái tai cái nó mừng, cái nó quẩy đuôi mà nó còn cái cùi không mà dễ thương lắm. Thôi đi à, trả già hả? Em phải tin tưởng anh. Bởi vì em là em biết không, em là hộp xoàn của cuộc đời anh. Cho nên anh không thể nào làm cho em phật ý được. Thôi đi nghe, trễ giờ nha. Thôi, ba cái được rồi. Nhiều quá, bị chai. Thương quá đi. Cuộc đời tôi chỉ còn có nhiêu đó thôi. Alo. Tư hả? Dạ em nghe nè chị ba. Ông mới ra xe đó, bám sát cho chị nghe chưa? Dạ dạ, cái vụ này chị cứ yên tâm, cái vụ này chị cứ giao cho em. Báo cáo tình hình lại liền nghe chưa? Dạ dạ. Anh ơi, trả tiền nước, anh ơi. À quên, à xin lỗi nha. Nó chiều mày. Sao Tư? Bắt tài trợn chị. Với nhỏ đó hả? Dạ đúng. Được rồi, chị ra liền 30 giây. Cảm ơn cưng. Ok. Ê ê, nó đó. Đại bàng gọi chị Mừng. Hành động nha. Ờ, được rồi, cuộc chiến hôm nay là nảy lửa nghe chưa. Yên tâm đi, để mình xử đẹp. Không xử đẹp không ăn tiền. Hốt xương con nhỏ đó cho chị. Ở tọa độ là X5Y3. Ừ. Đi, nhanh lên, đi liền, đi. Anh, hôm nay anh thấy em có đẹp không? Em thì lúc nào cũng đẹp. Em anh, là thần tượng của lòng anh. Tất nhiên rồi, em đẹp mà. Em anh, quá đẹp mà. Em đi ngoài đường á, em sợ quá, không biết sao nữa. Em lại sợ cái gì? Em nên nhớ nè, em đi với anh là em không có sợ cái gì hết á. Không ai dám đụng đến cái sợi lông tai của em hết á. Em sợ con sư tử Hà Đông của anh đó. Em yên tâm, con sư tử Hà Đông của anh ở nhà đó hả? Anh nó thuần phục nó rồi. Em biết không, con sư tử đó hả, mà nó ngoan như con chó phốc Bensay vậy đó. Anh chỉ cần nói à, búng tay cái là cái đuôi nó ngoắc ngoắc, mà cái đuôi nó cục, nó ngoắc ngoắc dễ thương đó. Trời ơi, thương quá đi à. Ơi, đâu anh thương cái cả. Trời thơm quá, trời thương quá. Tình tứ quá. Tụi anh là mặc dù tình cảm của tụi anh á, anh nói thật với em á, đi đâu đây? Dám nói tôi là chó nữa hả? Chó phốc nữa hả? Còn hỏi tôi đi đâu nữa hả? Đi đánh ghen được không? Đánh ghen cái gì, nó bậy nó bậy. Đây. Đây là đối tác làm ăn của tôi mà. Cái gì? Đây là đối tác làm ăn của tôi mà, làm gì có ghen hận trong này. Ủa, đối tác làm ăn đó hả? Bởi vậy tôi đâu có đánh ghen người này đâu. Chị không có đánh ghen cưng, bởi vì chị biết cưng là đối tác của chồng chị. Cưng nay nhiêu tuổi rồi? Dạ em 20. Trời, 20 trẻ quá trời luôn, bằng con của chị đó. Con của chị 21. Vậy mà đi giật chồng rồi đó hả cưng? Hả? Bậy bạ, bà nói cái gì không biết nữa. Yên tâm đi, chị không có đánh cưng đâu. Chị đánh cha này. Già mà ham gặm có non là ông đó. Nhổ từng cọng tóc của ông. Già mà không đánh hết. Mà bây giờ tôi không đánh ông nữa, mà tôi xin ở đây. Tôi xin cưng này một tí quyết được không? Bà. Cho mày chết rồi, cái thằng quỷ trái dám giật chồng. Bà làm gì vậy? Đánh bằng giật quyết. Thôi cho ba má nó nhìn ông ra luôn. Đáng đời lắm, dám giật chồng bà hả? Thôi mà anh đang nỉ em mà, trời, đánh người ta như vậy. Trời ơi, đang đánh như vậy, đánh làm sao mà ta chịu nổi. À, thôi, được rồi, đánh đủ rồi. Thôi, làm gì vậy? Đau, chồng người ta hả? Cho mày chết à?
Giúp chồng người ta cho mày chết. Mày ngon quá, dám giúp chồng người ta hả? Cho mày chết. Trẻ mà ngu, ngu, ngu. Lấy ông già, ngu. Cho mày chết, đáng đời lắm á. Cho mày chết nè, cái con quỷ trái dám giúp chồng người ta. Đừng có đừng đánh nữa mà, đừng đánh vợ tôi nữa mà. Bây giờ hả? Muốn cho mày chết luôn. Đừng có đánh nữa. Ai cho mày nha? Chị, ai đây? Chị chưa lâu con đó chị. Đừng có đánh nữa chị. Em là cái gì của nó? Dạ, em. Cái gì? Dạ. Vợ cưng đó hả? Trời cưng ơi, vợ cưng mà tại sao cưng để vợ cưng đi giật chồng của chị? Hả? Dạ. Bây giờ dạy vợ lên nghe chưa? Lần sau là chị không đánh kiểu này nữa đâu đó. Lần sau là chị tạt SS á, quỷ thay diệt tích á. Thôi đừng có đánh nữa, đủ rồi. Chạy đủ rồi hả chị? Ra mà dắt vợ về lo dạy dỗ là vợ đi nghe chưa? Rồi đây một khi bị bỏ rơi em phải chịu đắng cay tuổi hơn bao nỗi chê, bởi người ta đâu thể bỏ con bỏ vợ mà chạy theo em. Chịu nhiều tai tiếng của thế gian. Mân, em làm gì vậy Mân? Em làm gì vậy? Bây giờ tại sao em làm như vậy? Cuộc sống còn đến tươi đẹp mà. Cuộc sống hả? Tươi đẹp hả? Minh, anh sẽ tưởng cho em phải chạy về với em đi bạn. Minh, quan trọng em biết hối lỗi được rồi, mình có thể làm lại từ đầu mà em. Hãy tha lỗi cho em nha. Rồi đây một khi bị bỏ rơi em phải chịu đắng cay
đánh ta vòng tội tình, làm kiếm chung chồng có ai hận mơ ước. Em vốn trong kiêu sa thương ta và dịu dàng, không lấy lẽ gì lại đi làm vợ nhỏ. Rồi đây một khi bị bỏ rơi, em phải chịu đắng cay tuổi hơn bao nỗi ê chề. Bởi người ta đâu thể bỏ con bỏ vợ mà chạy theo em. Chịu nhiều tai tiếng của thế gian, người ta sẽ gắn cho em là kẻ cướp chồng. Và ngoài hạnh phúc của người khác làm cho người ta phải đau khổ, danh mà đánh đổi hạnh phúc của cả đời chỉ vì một chốn phồn hoa. Và rồi hãy mau mà lánh xa những kẻ có nhiều tiền hàm thói trang hoa, thinh mê đời vỡ nhỏ. Sáng tươi